Chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Fan Factory Tem Tiếp Lửa Đam Mê. Mình là Nguyễn Danh. Thì lời đầu tiên cho mình xin cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ mình, ủng hộ shop của mình trên Facebook cũng như trên Shopee Sen Đỏ. Và cảm ơn anh em rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ mình trên kênh YouTube mới của mình. Thì anh em quý mình, ủng hộ mình thì anh em cho mình một subscribe ở góc phải màn hình ha. Rồi thì như anh em thấy trên màn của mình đang có lông chim. Lông này là lông ưng ấn ha. Thì cái vấn đề ngày hôm nay anh em mình bàn á thì vẫn là cái vấn đề về lông chim. Như vừa rồi á, mình có tháp một cái bộ lông cho con ưng ấn bội của mình. Thì một số anh em nói, ủa anh Danh sao anh tháp mà đẹp như vậy? Thì mình xin phép hôm nay mình cũng chia sẻ anh em luôn về cái cách tháp của mình và cái keo mình dùng để mình tháp. Đầu tiên á, thì mình có hai cái cách tháp lông. Mình chỉ anh em theo cái hướng dẫn của mình. Còn ví dụ như anh em mà có những cái cách tháp khác, hoặc là những anh em mà có khéo tay hơn, hoặc là tháp theo cách nào đó của anh em thì có thể bỏ qua, đừng gạch đá mình là được rồi. Mình thì chỉ góp ý theo cái cách của mình và cái suy nghĩ của mình thôi ha. Đầu tiên thì mình thấy ví dụ như là cái lông chim của anh em nó bị gãy nửa cọng ở đây ha. Ví dụ như lông chim của anh em bị gãy nửa cọng ở đây thì anh em đừng có tiếc nửa cái cọng đó. Nhiều anh em thì tiếc nửa cái cọng đó, bắt đầu lấy nửa cái cọng khác để ướp vào nửa cái cọng đó, bắt đầu tháp ngay cái khúc ở trên này. Thấy không? Riêng mình thì mình không tháp như vậy. Mình sẽ cắt sát gốc lông chim. Nè, anh em để ý nha, mình sẽ cắt sát gốc lông chim. Thì cái lúc đó là cái phần này nó còn ở dính ở trong thịt của chim ha. Còn cái phần này là cái phần nhô ra ngoài. Thì mình sử dụng một cái cây que. Một cái cây que gì đó. Xe cho nó sạch cái gòn cái lông ở trong cái lỗ chân lông này. Thấy anh em? Xin lỗi nãy giờ mình che màn hình. Anh em thấy rõ không? Mình xe cho nó trống ở trong đây. Rồi, tiếp theo. À, quên nữa, mình để cái phần này qua một bên đi. Thì cái keo mà mình sử dụng để tháp á thì mình sử dụng cái keo này. Silanfit, keo của Đức, cao su non nha anh em. Cái keo này á, nó hay ở chỗ là gì nè, nó chống nước mà nó không có giòn, nó rất là mềm, có độ đàn hồi, rất thích hợp để anh em tháp lông. Đảm bảo với anh em luôn, khi anh em tháp lông bằng cái keo này á, cái độ bền của cái lông tháp á, nó có thể kéo dài cho tới khi mà con chim của anh em thay lông, rụng cọng lông đó luôn, chứ nó không có bung giống như là keo dán sắt. Ví dụ như mình sử dụng một số anh em tháp keo á, sử dụng keo dán sắt á, thì khi mà anh em tháp một thời gian á, thì cái keo đó lúc mà anh em tắm chim hoặc là khi đi săn, có những cái trường hợp chim đang bay rớt lông, không, anh em lụm cọng lông nó về tháp tiếp nó lại rớt tiếp. Lý do là keo dán sắt không có chức năng chống nước. Mà cái lông chim của mình á, lông chim của mình á thì nó giống như tóc vậy, nó thấm nước. Khi mà nó thấm nước vô rồi nó sẽ bung cái keo dán sắt đó ra, thì bắt đầu cái keo đó nó sẽ rớt đi. Thì cái keo này á, đặc biệt cái keo này á, nó sẽ dính, nó dính rất là chắc, chống nước, chống thấm rất là tốt. Cho nên là anh em sử dụng cái keo này để tháp lông chim thì rất là ok ha. Rồi bắt đầu mình quay lại với cọng lông lúc nãy mình mới cắt nha. Đây mình có một cái tiếp keo mình đang sử dụng dang dở, cho nên mình sử dụng tiếp để không phải khui cái tiếp keo mới. Khi mà mình khui cái keo đó ra, mình khui cái keo đó ra thì cái keo đó nó dẻo như vậy nè. Đó. Rồi. Thì khi mà anh em bắt đầu thép tháp lông cho chim á, thì từ một cái cọng lông gãy anh em sẽ có một cái gốc như vậy, đúng không? Thì anh em sẽ hỏi những anh em khác trên hội, ai có lông chim thì mình mua lại một bộ. Thì từ một cái cọng lông mới kia đó,
mình không cắt một cái gì hết nha, mình giữ y, giữ y cọng lông này, lau chùi sạch sẽ cái gốc, lau chùi sạch sẽ cái gốc lông chim ha anh em. Anh em lấy kéo á, cạo cho nó, cho nó có một cái độ nhám nhất định để nó có thể gắn kết với keo. Rồi ướm thử cái cọng lông của mình vào cái lỗ lông, lỗ chân lông mà lúc nãy mình cắt á, xem nó có vừa hay không. Cái lỗ chân lông này nó hơi nhỏ so với cọng lông này. Đây, mình cắt một cái cọng lông lớn hơn. Thì khi mà anh em tháp á, anh em để ý nha, mình lấy một cái cọng lông, mình sẽ ốm thử, mình sẽ lấy cọng lông thích hợp. Thí dụ như cọng lông nó nằm ở vị trí số mấy, ở lông đuôi hay lông cánh, thì mình sẽ lấy một cái cọng lông nó thích hợp, mình ốm thử coi nó vừa hay không. Rồi mình hãy chét keo, chứ để mà cái cọng lông nó nhỏ quá, cái cọng lông nó nhỏ hơn cái lỗ chân lông quá, mình nhét vô nó bị vỡ, nó vỡ cái lông ống nó đi, nó vỡ cái lông ống nó đi, thì nó sẽ không có, nó dính thì nó vẫn dính nhưng nó sẽ không có độ bền. Thì đây mình ướm vào thì nó sẽ như thế này ha, anh em thấy không? Rồi ok rồi thì mình trét keo. Trét keo thì anh em không có cần phải trét nhiều đâu, một chút xíu là được rồi. Cái keo này nó dính dữ lắm, một chút xíu ở đầu lông thôi, một chút xíu như này thôi anh em, thấy không? Anh em thấy không? Rồi bắt đầu mình cho vào lỗ chân lông lúc nãy mình cắt, nhét cứng luôn. Anh em đừng sợ đụng thịt nha, như ở đây nè anh em thấy không, cái chân lông cũ với là cái chân lông mới thì lúc nào nó cũng sẽ cách nhau một khoảng chừng 1 cm, nó mới tới cái lỗ thịt, tới cái thịt của con chim. Thì thành ra khi mà mình tháp xong á, có thể là cái cọng lông này, cái cọng lông mới tháp nó sẽ dài hơn cái cọng lông cũ bình thường. Cho nên khi mà anh em lựa, thí dụ như lựa cọng lông tương ứng, mình đưa cái cọng lông tương ứng vô sao cho nó thích hợp với cái lông cũ của con chim đang còn ở trên. Thì một lát nữa mình sẽ đưa một cái video mà mình hôm bữa mình có quay á, có quay lúc mà mình với em Thiện ở Bến Cát á, tháp lông. Thì sau khi tháp xong á, cái keo dư nó còn nằm ở đây nè. Thì mà mình chùi đi. Ở đây mình lấy tay mình chùi thì nó hơi bị dơ, nó dính vào tay á. Lấy một cái dẻ gì đó, mình chùi lông nó đi, chùi nó sạch sẽ đi. Rồi. Rồi. Đây là cái cọng lông mà mình tháp xong. Anh em thấy không? Toàn diện như một cọng lông mới. Không có một cái vết nào gọi là tháp lông, có nghĩa là anh em nào tinh vi lắm, kỹ càng lắm thì nhìn nó mới ra được là con chim mình tháp lông thôi. Chứ cũng khó nhìn ra. Đặc biệt là cái keo này á, là nó chống nước, chống thấm rất là tốt. Hiện tại là cái keo này nó chưa khô nha, mình đợi chút xíu nữa nó khô, bắt đầu mình sẽ test cho anh em xem thử là cái độ bền của nó như thế nào, có dễ bị rụng, bị rớt giống như những cái loại keo dán sắt hay là những cái loại keo khác hay không. Rồi bây giờ mình để cọng lông này qua một bên nha anh em. Nói chung á, là hôm nay là mình bàn về cái vấn đề lông chim, thì mình sẽ chuyên sâu, bàn sâu luôn về cái vấn đề lông chim để không bị loãng video, để không phải đăng nhiều cái video ha. Rồi tiếp theo trên tay mình đây nè, anh em thấy không, đây là một cái máy, mình có thể gọi nó là máy duỗi tóc cũng được, hoặc là mình có thể gọi nó là cái máy để hấp lông chim cũng được luôn ha. Một số anh em á, khi mà con chim bị gãy lông như thế này,
thì anh em sơ ý bỏ luôn, không để ý, thì lâu ngày cái cọng lông này nó sẽ bị cúp qua cúp lại, nó gãy mất cái khúc lông nó đi, thì buộc lòng mình phải tháp lông. Nhưng vẫn có cách cứu khi con cái cọng lông chim này nó bị gãy nha anh em. Ví dụ nè, mình đang ví dụ đây là cọng lông chim nó bị gãy, mình bẻ rất là nhiều khúc ha. Đây thì một số anh em á, có nghĩa là một số anh em đã biết rồi, trước kia mình cũng có chia sẻ trên Facebook rồi, khi mà lông chim gãy như thế này á thì mình nấu nước sôi mình nhúng vô, đúng không? Nhưng thí dụ như lông đuôi của con chim á thì mình có thể nhúng được, hoặc là lông cánh của con chim thì nhúng hơi khó, đúng không? Hoặc là những cái vị trí lông khác, như lông gần cái nách quá thì cũng khó nhúng. Hoặc là nhiều khi anh em nấu nước sôi rồi lại luống cuống không biết chế vô đâu, là làm phỏng con chim hoặc là làm phỏng mình, không? Hoặc là một số anh em có những cái chiêu hay hơn, ví dụ như là lấy đầu thuốc lá rồi nhúng nước cái lông chim đó nó ướt rồi lấy đầu thuốc lá hơn. Nói chung là rất rất là nhiều cách luôn, thì ngày hôm nay mình chia sẻ cách của mình đây. Rồi chờ anh em mình quay lại đây. Cái máy này nó nóng nhanh lắm, khoảng chừng 1-2 phút là nó bắt đầu nó đã nóng rồi. Thì khi mà cái máy này nó bắt đầu nóng rồi, mình bắt đầu kẹp vô cái cọng lông chim rồi mình vuốt. Vuốt chừng 2-3 cái thôi anh em, thì lông chim nó đã bắt đầu thẳng lại rồi ha. Rồi tắt máy đi. Đây, như anh em thấy, cọng lông chim bắt đầu đã thẳng lại rồi ha. Anh em nhìn rõ chưa? Đây mình làm lại nè. Ví dụ đây là một cọng lông nguyên ở trên cái lông cánh của con chim, nó bị gãy đi. 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc, bẻ ngược lại luôn. Rồi thì khi mà cọng lông chim nó bắt đầu bị gãy, mình lấy cái máy này, nhà anh em á, ai mà có vợ thì ăn trộm cái máy của vợ, còn ai không có vợ không có máy thì liên hệ mình. Đây, cọng lông đã hoàn toàn bình phục lại nha anh em, không có dấu hiệu gãy gì hết. Thì đây là cái cách để mình cứu lông khi nó mới vừa gãy. Rồi đây, chắc có lẽ là cái cọng lông này nó cũng khô rồi nè. Từ nãy giờ chắc cũng khô rồi. Nha anh em thấy không? Cái cọng lông nó liền lạc, nó không có một cái dấu tích gì là mình tháp lông hay là gì hết. Mình nắm mình giật thử nha. Hơi cứng anh em, không ấy được đâu. Nói chung là cái keo này mình đã sử dụng, mình đã tháp cho rất nhiều con chim rồi và nó ok. Có thể là cái cọng lông này bây giờ thì nó cũng bắt đầu khô rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình, anh em mình bắt đầu test thử coi là cái keo này nó có thật sự là bền, là dính chặt hay không nha anh em. Mình sử dụng một cái kéo, mình kẹp vào cái chân lông. Kéo ben kẹp chặt vào cái chân lông. Mình sử dụng cái ổ khóa bằng đồng này cũng khá nặng nha. Mình móc vô trong cái chân lông, bắt đầu mình treo lên. Như anh em thấy thì nó cũng khá chắc nha. Đây là cái cọng lông lúc nãy mình mới tháp nha, không bung nha anh em, không có một cái gì gọi là lệch lạc hay là gì hết. Thì đây là mình mới chỉ tháp khoảng 5-10 phút gì thôi hả, keo nó chưa dính hoàn toàn đâu mà nó đã chắc như vậy rồi. Thì đây là cái loại keo mà anh em có thể tin tưởng sử dụng
trong cái việc Tháp Long này. Rồi ok. Mình xin kết thúc video tại đây ha. Rồi chúc anh em vui vẻ, khỏe mạnh cùng đam mê.